Mức án cuối cùng dành cho ông Võ Văn Thưởng, Quốc hội thông qua. Thưa quý vị, trong tháng 3 năm 2024, dư luận Việt Nam đã liên tiếp xảy ra những ồn ào như Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ông Lê Duy Thành bị cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam để làm rõ những sai phạm trong vụ án liên quan đến Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu hay còn gọi là Hậu Pháo. Và cũng chỉ đó sau ít ngày, sự việc ông Võ Văn Thưởng từ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được nhiều người đánh giá là một cơn địa chấn chính trị. Bởi vì chỉ trong vòng khoảng 14 tháng, vị trí Chủ tịch nước đã có đến 2 lần đổi chủ. Trước đó là ông Nguyễn Xuân Phúc. Có thể nói rằng lò đốt tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang hừng hực cháy và không có dấu hiệu ngừng nghỉ, không có vùng cấm, bất kỳ ai có sai phạm đều cũng sẽ bị xử lý vì sự tồn vong của Đảng và Nhà nước và lợi ích của quốc gia dân tộc. Theo như báo chí chính thống trong nước đưa tin, ông Thưởng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây ra dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, có rất ít các tờ báo nói về những sai phạm cụ thể của ông Võ Văn Thưởng mà chỉ dừng lại ở mức độ rất chung chung. Vậy thì rốt cuộc ông Võ Văn Thưởng đã có những sai phạm như thế nào và mức án cuối cùng mà Đảng và Nhà nước dành cho ông Thưởng ra sao? Liệu có chỉ dừng lại ở mức độ từ chức hay không, hay còn những hình phạt nào cao hơn? Quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua video ngay sau đây nhé! Kính thưa quý vị, trước khi ông Võ Văn Thưởng từ chức thì ông là một người có uy tín rất cao trong Đảng và Nhân dân. Ông được đánh giá là người được đào tạo bài bản, là người trưởng thành từ phong trào, từ thực tiễn và thành công khá sớm trong các lĩnh vực công tác của mình. Có thể thấy rằng ông Thưởng không chỉ kế thừa những phẩm chất và truyền thống tốt đẹp của gia đình mà còn là người luôn có sự nỗ lực và đạt được nhiều thành tích riêng, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Trước khi ông từ chức vào tháng 3 năm 2024, ông Thưởng được coi là một trong những nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhưng lại rất tài năng của Việt Nam. Những tưởng với sự tin tưởng của Đảng và Nhà nước cũng như có được một vị trí cao trong bộ máy chính quyền, ông Thưởng có thể hoàn thành tốt được nhiệm kỳ của mình. Nhưng cơn địa chấn chính trị đã xảy ra vào sáng ngày 21 tháng 3 năm 2024, tại Tòa nhà Quốc hội Hà Nội đã diễn ra kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa 15, đã xem xét quyết định bãi miễn chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng. Trong phiên họp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Võ Văn Thưởng. Sau đó, ông Võ Văn Thưởng đã phát biểu ý kiến của mình. Đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn về tờ trình trước khi bỏ phiếu kín. Theo quy định tại khoản 5, điều 88, Chủ tịch nước giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Vì vậy, khi Quốc hội miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước, thì ông Võ Văn Thưởng cũng thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh. Như vậy, tổng thời gian ông Võ Văn Thưởng giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là 1 năm 19 ngày đảm nhiệm. Trước đó, ông Nguyễn Xuân Phúc là Chủ tịch nước đầu tiên xin nghỉ giữa nhiệm kỳ. Việc chỉ trong vòng khoảng 14 tháng, đất nước đã thay đổi 2 lần vị trí Chủ tịch nước nói lên điều gì? Đó là xu thế thay đổi lãnh đạo cấp cao mà không cần phải chờ đến hết nhiệm kỳ nếu như người đó không đáp ứng được những phẩm chất cũng như năng lực mà Đảng và Nhân dân mong đợi. Điều này rất hiếm khi xảy ra trong chính trường tại Việt Nam, bởi vì Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay được coi là một quốc gia có nền chính trị vô cùng ổn định và bền vững. Điều này cũng thể hiện sự đổi mới trong tư duy và nhận thức trong việc điều hành cũng như bổ nhiệm lãnh đạo trong bộ máy của chính quyền. Tất cả đều sẽ dựa theo trên nguyên tắc hiệu quả của công việc cũng như đạo đức cách mạng của đảng viên. Những gì có thể làm được ngay vì lợi ích chung, cần phải làm ngay thì sẽ phải làm. Việc này được thể hiện sâu rộng ở mọi cấp độ cũng như mọi thời điểm, phản ánh một cuộc cách mạng trong nhận thức cách mạng, trong công tác tổ chức cán bộ của đảng ta. Thậm chí ngày nay, chúng ta nếu quan sát kỹ sẽ thấy có rất nhiều những chức vụ cao trong bộ máy là những người trẻ tuổi, thể hiện sự đổi mới, tin cậy, sự chín muồi trong nhận thức cũng như trong phẩm chất chính trị cần có
của những thế hệ lãnh đạo kế cận. Nhiều ý kiến cho rằng việc thay đổi chức vụ chủ tịch nước giữa chừng đến 2 lần như vậy cho thấy sự bất ổn chính trị của Việt Nam hiện nay. Riêng quan điểm này thì chúng tôi lại không đồng tình như vậy. Bởi vì trước đây, việc bầu một đồng chí lên làm chủ tịch nước ở thế hệ 7X như ông Võ Văn Thưởng, rõ ràng đây là một sự nối tiếp truyền thống anh hùng của dân tộc, nhất là trong bối cảnh thế giới đang ngày càng một hội nhập sâu rộng. Thế hệ trẻ ở nhiều nơi trên thế giới có thể giữ chức vụ tổng thống hoặc nguyên thủ quốc gia ở độ tuổi trên dưới 40 là rất phổ biến, và kể cả khi đang còn trong nhiệm kỳ, nhận được nhiều sự tin tưởng và kỳ vọng của Đảng và nhân dân. Nếu như ai đó không làm tốt, phụ sự tin tưởng và ủy thác thì vẫn cần phải được xem xét và điều tra một cách kỹ lưỡng. Bởi vì dù nắm giữ vị trí cao như thế nào đi chăng nữa thì đã là một người đảng viên thì phải luôn luôn trung thành với Đảng và nhân dân, phải thực sự trở thành một người cán bộ, gương mẫu, liêm khiết, đóng góp chung vào sự phát triển của quốc gia. Do đó, việc thay thế lãnh đạo cấp cao không cần hết nhiệm kỳ, không hề cho thấy sự bất ổn về chính trị, mà còn nâng cao thêm niềm tin trong lòng nhân dân về sự quyết tâm chống giặc nội xâm, tham nhũng, cũng như sự diễn biến suy thoái, biến chất trong một bộ phận không nhỏ của đảng viên mà bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rất nhiều lần nhắc nhở và cảnh giác. Tin rằng nhân dân Việt Nam cũng sẽ rất đồng thuận và hoan nghênh với những động thái mới này của Đảng và Nhà nước. Nhân dân luôn có niềm tin mạnh mẽ vào tài năng lãnh đạo cũng như cái tâm, cái tầm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đất nước sẽ có thêm nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo tài đức vẹn toàn, trong sạch, liêm khiết, giúp cho sự chỉ đạo của Đảng nói chung ngày càng nội lực hơn và xứng đáng là đại diện cũng như lãnh đạo tối cao toàn diện đất nước. Vì vậy, vừa qua theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Võ Văn Thưởng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây ra dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước. Nhận thức rõ ràng trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông Thưởng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Thực tế cho thấy, báo chí trong nước đều đưa tin khá chung chung về những sai phạm của ông Võ Văn Thưởng. Điều này khiến cho dư luận đưa ra rất nhiều các đồn đoán khác nhau, nhưng có thể nói nổi bật nhất là ý kiến cho rằng ông Võ Văn Thưởng từ chức là do có liên quan đến chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong đại án Tập đoàn Phúc Sơn và Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan. Thực hư điều này thì không có thông tin nào được kiểm chứng cụ thể và chính xác. Tuy nhiên, nếu suy xét trên khía cạnh các mốc thời gian, cũng như các luồng dư luận trong nước và quốc tế thì cũng có ít nhiều cơ sở. Bởi vì trước khi ông Thưởng nộp đơn xin từ chức thì vẫn trong tháng 3, trước đó một thời gian rất ngắn, vào ngày 8 tháng 3 năm 2024, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Đồng thời, cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan để điều tra về tội nhận hối lộ. Trước đó, vào ngày 26 tháng 2 năm 2024, ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn bị bắt với cáo buộc để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gây thiệt hại cho tài sản của nhà nước. 5 người khác cũng bị khởi tố bắt tạm giam trong vụ án này, bao gồm Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng, Hoàng Thị Tuyết Hạnh, Kế toán viên, Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group và Nguyễn Hồng Sơn, Lao động Tự do. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và các bị can đã có những hành vi giả mạo, khai man để ngoài sổ sách kế toán, doanh thu, tài sản liên quan gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước. Đặc biệt trong vụ án này, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc là một trong những bị can gây chú ý vì bà từng là Ủy viên Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vào thời điểm ông Võ Văn Thưởng công tác tại cơ quan này. Chính vì vậy là dư luận càng làm tăng thêm sự chú ý và cho rằng ít nhiều vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn có liên quan đến ông Thưởng và việc ông Thưởng xin từ chức chịu sự tác động của việc mở rộng điều tra vụ án và các tác động liên quan của vụ án này với chính trường của Việt Nam.
Không những vậy, những sai phạm kéo dài ở tập đoàn Phúc Sơn từ những năm 2012 ở nhiều dự án tại Quảng Ngãi, nơi ông Võ Văn Thưởng từng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy từ năm 2011 đến năm 2014 thay cho ông Nguyễn Hòa Bình. Vậy thì cụ thể, tập đoàn Phúc Sơn đã có những sai phạm nghiêm trọng như thế nào mà lại có thể khiến cho nhiều cán bộ cấp cao ngã ngựa đến như vậy? Thưa quý vị, nhìn hình ảnh này, thầy Đại Đức Thích Trúc Thái Minh lượm phong bì như lượm lúa, tài múa cứ như nhạc công opera nhỉ. Thầy vơ tiền không khác gì quan phụ mẫu trong tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố. Cha mẹ con cái có xin tiền thì khó chịu đây đi dâng, cả hai tay khúm núm đưa tiền tận tay người gọi là thầy, vơ tiền nhanh quá. Lấy tiền từ thiện rồi lại đi từ thiện, hãy tỉnh đi, đừng ô mê quý vị nhé. Trụ trì chùa Ba Vàng này từng nói, càng nghèo càng phải cúng dường để thoát nghèo. Ôi nhức cái đầu quá! Quý vị ơi, khi mê tín lộng hành là chữ nghĩa đi vào cửa mạt. Mê tín lộng hành có lỗi của kẻ biết chữ, để xã hội mất lòng tin. Có lỗi của kẻ biết chữ. Thành ra, những người chót học hãy mạnh mẽ lên. Nhà báo Hoàng Nguyễn Vũ viết, Sư Thái Minh của chùa Ba Vàng sám hối đến nay tính cũng đã được 2 lần. Lần 1 là sau vụ thỉnh oan gia trái chủ thần thánh. Lần 2 là vụ xá lợi tóc thần kỳ, cứ phải cái gì đó hơi siêu phàm, siêu nhiên, siêu thực mà người bình thường cũng thấy nó hoàn toàn không bình thường và sức ép của giáo hội thì Sư Thái Minh mới sám hối. Thực sự, để sám hối nhõn hai cái đó thì cũng như muội đốt vào cột điện với những gì đã rầm rầm xảy ra ở cái chùa Ba Vàng bấy nay. Nếu nhìn cho kỹ, chưa một nơi nào thách thức Phật giáo như chùa Ba Vàng, cả thách thức và bất chấp làm những thứ khó đến mức mà không phải ai cũng có thể nghĩ ra được. Người tu hành lấy chánh pháp làm trọng, lấy tu tập làm gương để tăng bảo mẫu mực. Chúng sanh noi vào đó mà biết buông bỏ tham sân si, biết giác ngộ mà sống cho nhẹ nhàng. Nhưng Sư Thái Minh lấy gì làm trọng chùa thì to lớn, uy nghi, ghế ngồi như vua, bao nhiêu gỗ quý của rừng già ngã xuống cho một chùa Ba Vàng lộng lẫy, chánh pháp ở đâu không thấy, chỉ thấy mỗi hù dọa ma dọa quỷ, tô vẽ màu mè mà đôi khi cảm giác như nơi đây là một cung điện Sư Thái Minh, là vua và xung quanh hoàn toàn là lễ hội khoe mẽ, đến cả những thứ không nghĩ tới, đó là áo quần. Chúng sanh bao bận đến đây không hẳn để tu tập mà để khóc lóc vì bị dọa ma. Đến quỳ lạy những thứ không biết ở đâu ra như cái gọi là xá lợi tóc hay những kiểu khất thực chẳng giống ai. Thậm chí là đôi điều chánh pháp được nói ra bởi Sư Thái Minh và một vài nhân vật nơi đây, nghe sao mà nó khôi hài, kịch cỡm. Kịch cỡm nhất trong tất cả những thứ kịch cỡm. Nơi đây là sự xuất hiện của cô Yến, chỉ là một Phật tử, chẳng hiểu nhờ sự nâng đỡ trong sáng hai anh em nương tựa vào mà cô Yến nghiễm nghệ trong chùa giảng Phật Pháp, mà giảng những gì toàn những thứ tào lao vớ vẩn, thậm chí còn buông lời xúc phạm tín ngưỡng đạo mẫu. Vụ sợi tóc vừa rồi cô Yến cũng lên nói những điều luyên thuyên huyền bí, nhiều người lấy làm lạ là sao cô Yến có thể tồn tại nơi đây lâu đến thế, và thầy Minh hết lần này đến lần khác dai dẳng sai phạm đến như vậy, làm cho đã rồi sám hối theo kinh pháp bảo đàn là sám giả, sám kỳ tiền, khiên hối giả, hối kỳ hậu quá, nghĩa là ăn năn lỗi trước chưa bỏ, lỗi sau là nhận biết được lỗi, sửa lỗi, không tiếp tục tái phạm. Nó như lời xin lỗi bên ngoài, và đương nhiên cách xin lỗi rất quan trọng. Sám hối của Sư Thái Minh kiểu tôi sai, tôi xin lỗi được chưa, một kiểu sám hối nhân nhơn thách thức, một kiểu sám hối để thấy rằng xã hội chẳng là gì, còn ông vẫn làm những việc ông muốn, chẳng sợ bố con thằng nào cả. Sư Thái Minh có thể không sợ giáo hội, không trọng chánh pháp để mà làm những việc báng bổ đến thế. Sư Thái Minh có thể sám hối cho có, chùa Ba Vàng vẫn giàu và chúng sanh vẫn đến, quỳ lạy và đóng tiền theo cách nhà chùa muốn. Nhưng sự cũng là công dân trách nhiệm màu nào đó bởi sự tưởng tượng và thao túng tâm lý chúng sanh cũng không thể che mắt luật pháp được. Một vụ việc kéo dài 3 năm và thách thức luật pháp như thế thì không nên tồn tại mãi được. Dù biết để Sư Thái Minh cô Yến tồn tại và chùa Ba Vàng tác oai tác quái như thế cũng một phần không nhỏ từ sự mê muội của không ít Phật tử. Bên cạnh cái việc màu mè làm trò của nhà chùa, tôi là một Phật tử, tôi luôn tin Phật và luôn tin vào chánh pháp.
nhưng tin vào mấy ông sư như sư Thái Minh thì không bao giờ. Mặc dù ông ấy không đại diện cho tất cả các sư ở Việt Nam, dù có thể là ông ấy đại diện cho những ông sư chuyên hù dọa chúng sanh và lấy những mục đích khác làm trọng, chứ không phải là Phật Pháp. Quý vị thân mến, có những chuyện không chỉ dừng lại ở một kết luận của tổ chức giáo hội, ẩn chứa đằng sau đó là những câu chuyện buồn cho đạo, khi bị xã hội nhìn nhận, đánh giá như những kẻ lừa đảo. Không ít trong số họ xuất phát điểm hoàn toàn không phải là lừa đảo hay có ý định lừa đảo. Họ có thể ban đầu cũng muốn làm tốt cho đạo vì những lý do gì đó như chùa to, cảnh lớn mà họ thành như vậy. Vì sĩ diện, vì uy tín cá nhân, không ít cố tìm cách để được nổi tiếng, để thu hút nhiều người đến với mình, tức là biết sai mà vẫn làm và lần giành giữa cái vì đạo với cái lừa đảo cũng không hơn một sợi chỉ manh. Xin nhắc lại, khi mê tín lộng hành là chữ nghĩa đi vào cửa mạt mê tín, lộng hành có lỗi của kẻ biết chữ để xã hội mất lòng tin, có lỗi của kẻ biết chữ. Chủ trì chùa Ba Vàng này từng nói, càng nghèo càng phải cúng dường để thoát nghèo. Cụ thể, trên bài viết của báo Lao Động có trích lại trong cuộc phát thỉnh với gần 1.000 Phật tử vào tối 21 tháng 3. Trụ trì chùa Ba Vàng khẳng định phát thỉnh oan gia trái chủ là chính pháp, những gia đình nghèo khó càng phải nên cúng dường để có thể thoát nghèo. Vâng thưa quý vị, có thể thấy đây chính là mùi của mê tín dị đoan. Và các loại xá lợi tóc, xá lợi xương, xá lợi máu của Đức Phật được lan truyền trên các mạng xã hội. Đây là các hình thức mê tín dị đoan, không phải là tín ngưỡng, tôn giáo. Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, giáo lý nhà Phật không hề có chuyện thỉnh vong gọi hồn, một lời khẳng định của chức sắc tôn giáo có uy tín, có ý nghĩa để Phật tử tránh xa các hiện tượng cuồng tín, mê tín. Các nhà khoa học cũng nên vào cuộc phân tích để cộng đồng hiểu rõ được, có những tuyên truyền không chỉ đi ngược lại với giáo lý Phật giáo mà còn phản khoa học như xá lợi. Xương có thể sinh ra lấy nước sông Hằng về và bằng niềm tin thì nước sông sẽ trở thành xá lợi máu của Đức Phật. Tết âm lịch sắp đến, còn nhiều hiện tượng giải vong dâng sao giải hạn. Tuy đã có nhiều ý kiến từ chức sắc tôn giáo, các nhà nghiên cứu nhưng cũng cần tiếp tục lên tiếng để có những phân tích đúng giáo lý Phật giáo, khách quan, khoa học, không để cho các loại tuyên truyền mê tín, cuồng tín có đất sống. Một xã hội văn minh có nhiều việc để làm, trong đó có bài trừ mê tín dị đoan. Bài trừ tệ nạn này là tiết kiệm thời gian, tiền bạc, nâng cao dân trí và các giá trị văn hóa, tôn giáo truyền thống của dân tộc. Xin trích lại giáo huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tác hại của mê tín dị đoan, hủ tục đối với đời sống xã hội. Có một số người đồng bóng lạc hậu, mê tín bị những kẻ xấu lợi dụng để xoay tiền. Vì vậy, đồng bào phải cố gắng xây dựng lại thuần phong mỹ tục để hạn chế và tiêu trừ những tệ nạn đó. Nóng, bà Trương Mỹ Lan chính thức bị tuyên án tử, vậy là không còn sự khoan hồng nào cho lòng tham vô đáy này. Thưa quý vị, hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác trong vụ sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan đã tiến hành tuyên án. Bản án tuyên phạt tử hình bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và 20 năm tù về đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Theo hội đồng xét xử, qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến phiên tòa, đủ căn cứ xác định bị cáo Trương Mỹ Lan phạm vào các tội danh như cáo trạng truy tố. Hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho SCB, là nguyên nhân SCB rơi vào tình trạng mất thanh khoản, gây hoang mang trong người dân, xói mòn niềm tin của nhân dân. Trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo hành vi phạm tội. Bị cáo Lan đã phạm tội nhiều lần trong thời gian dài, với thủ đoạn tinh vi, phạm tội có tổ chức. Cũng theo hội đồng xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan không thành khẩn khai báo quanh co, hành vi phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không có khả năng thu hồi. Do đó, hội đồng xét xử áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất với nhóm bị cáo là lãnh đạo SCB và cán bộ chủ chốt tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Theo hội đồng xét xử, mặc dù biết hồ sơ vay vốn khống là để bà Trương Mỹ Lan rút tiền, nhưng các bị cáo này vẫn giúp sức cho mượn pháp danh công ty, thuê người đứng tên, tạo điều kiện cho bà Lan rút tiền. Hội đồng xét xử xác định các bị cáo này cũng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội danh như bị cáo Trương Mỹ Lan.
đối với 5 bị cáo đang bị truy nã gồm Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu phó giám đốc chi nhánh Bến Thành của SCB, Trầm Tích Tồn, cựu thành viên hội đồng quản trị SCB, Chiêm Minh Dũng, cựu phó tổng giám đốc SCB, Nguyễn Thị Thu Sương, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB và Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB. Theo hội đồng xét xử, cơ quan điều tra đã thông báo cho 5 bị cáo ra trình diện. Sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử đã tống đạt quyết định, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng đề nghị các bị cáo ra đầu thú để nhận sự khoan hồng. Tuy nhiên, các bị cáo vẫn vắng mặt, từ bỏ quyền bảo vệ quyền lợi của mình. Hội đồng xét xử tạo điều kiện cho các luật sư tiếp cận hồ sơ và tham gia bào chữa cho các bị cáo. Việc xét xử vắng mặt với các bị cáo không gây trở ngại cho quá trình xét xử. Đối với nhóm các bị cáo là cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước, theo hội đồng xét xử, quá trình thanh tra tại SCB, các bị cáo trong đoàn thanh tra đã nhiều lần nhận tiền, quà biếu của Ngân hàng SCB để bao che sai phạm theo đề xuất, kiến nghị của SCB. Các báo cáo đề xuất không trung thực, không đầy đủ, kết quả thanh tra và dự thảo kết luận thanh tra không khách quan, trái pháp luật. Hành vi của các bị cáo tại cơ quan thanh tra dẫn đến các cơ quan cấp trên không có đủ thông tin, tài liệu để chỉ đạo xử lý các vi phạm của SCB. Điều này đã tạo điều kiện cho SCB tiếp tục được thực hiện đề án tái cơ cấu bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo rút tiền gây thiệt hại cho SCB. Về nội dung vụ án, bản án tuyên nêu rằng bà Trương Mỹ Lan là cổ đông chính đã sử dụng SCB như một kênh huy động vốn cá nhân, lợi dụng tình hình để rút tiền phục vụ cho mục đích cá nhân. Trong vụ án này, một số cá nhân tại cục 2 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và tổ giám sát đã để cho nhóm của bà Trương Mỹ Lan và SCB thực hiện hoạt động cho vay nhằm mục đích để bà Lan rút tiền sử dụng cá nhân. Hành vi của bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo gây ra thiệt hại cho SCB 677.000 tỷ đồng.